Chào các bạn đã đến với kênh của Huy. Nhân dịp đầu năm mới 2022, mình gửi đến lời chúc các bạn, quý khách hàng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và chúc các bạn có một ngày kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ bên gia đình. Trong clip ngày hôm nay, clip cuối cùng trong năm cũ, thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái chương trình hỗ trợ tài chính, về ưu đãi về tài chính rất là đặc biệt của bên mình, Vietnam Star Phú Mỹ Hưng, dành tặng cho quý khách hàng. Một chương trình vô cùng đặc biệt các bạn, và chỉ áp dụng cho một số dòng xe thôi. Thì cụ thể như sau, GLC 200, các bạn chỉ cần trả trước tối thiểu là 20% giá trị xe, tương đương là 360 triệu. Và trong 12 tháng đầu tiên, các bạn chỉ cần trả là 8 triệu 800 ngàn thôi. Chiếc GLC 200 4MATIC giá xe là 2 tỷ 099 triệu. Các bạn chỉ cần trả là 420 triệu vốn sẵn có. Và 12 tháng đầu các bạn chỉ trả là 9 triệu 800 ngàn. GLC 300 các bạn chỉ cần trả là 11 triệu 800 ngàn trong 12 tháng đầu. E180 chỉ cần trả là 6 triệu 800 ngàn trong 12 tháng đầu. E200 Exclusive các bạn chỉ cần trả là 10 triệu 800 ngàn trong 12 tháng đầu. E300 chỉ cần trả là 14 triệu 800 ngàn trong 12 tháng đầu. Và GLB200 các bạn chỉ cần trả là 8 triệu 800 ngàn. Và tất cả các dòng xe này vốn sẵn có trả trước, các bạn chỉ cần trả là 20% thôi, 20% giá trị xe thôi. Và thời gian vay tối đa lên đến 7 năm. Hồ sơ duyệt vay rất là dễ dàng. Thì mình mong rằng đây là một cái món quà thật là ý nghĩa, một cái chương trình hỗ trợ thật là ý nghĩa mà bên mình dành đặt tặng đến quý khách hàng. Và có một số khách hàng hỏi mình là sau 12 tháng đầu thì cái chương trình trả như thế nào. Thì sau 12 tháng đầu thì chúng ta có 3 phương án để chúng ta trả. Thứ nhất là chúng ta có thể tất toán hết, chúng ta không vay nữa. Thứ hai là chúng ta trả bình thường, gốc lãi bình thường. Thứ ba là chúng ta có thể trả thêm một phần để chúng ta giảm đi cái số tiền hàng tháng từ năm thứ hai. Mình nghĩ đây là một cái phương án trả vô cùng linh hoạt. Giữa cái lúc mà chúng ta cần tiền để chúng ta có thể lo những cái việc khác, công việc của chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng cái phương án tài chính này để mà chúng ta dành cho chiếc xe của chúng ta. Nói nôm na thì khi mà chúng ta sử dụng cái phương án tài chính này thì trong 12 tháng đầu tiên, nguyên một năm đầu tiên, chúng ta không cần phải quan tâm về cái xe. Chúng ta không cần phải quan tâm về cái xe mà chúng ta có thể sử dụng xe thôi. Hàng tháng số tiền trả rất là ít, 6 triệu 8, 7 triệu 8, 8 triệu 8, 10 triệu 8, số tiền cực kỳ ít luôn. Và nếu các bạn có thắc mắc hay có muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt này, độc quyền này, thì hãy liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0934 091 193. Xin chào và hẹn gặp lại.